Tiếp theo là chúng tôi sẽ đi vào cái câu hỏi thứ ba của chị Hoàng Thị Loan. Chị Loan có đặt câu hỏi như sau: chào thầy Tăng Nguyên và chương trình. Chồng em Nguyễn Tiến Đạt sinh ngày 29 tháng 12 năm 1976 Bính Thìn. Em Hoàng Thị Loan sinh ngày 15 tháng 7 năm 1981 Tân Dậu, và con Nguyễn Thị Thu Hoài sinh ngày 7 tháng 6 năm 2000 năm Canh Thìn. Hướng nhà là hướng Nam, em muốn làm vào tháng 2 năm 2020 Canh Tý. Thì xin hỏi thầy Tăng Nguyên và chương trình đó là em làm vào tháng và năm thầy có được không ạ? Em xin chân thành cảm ơn. Thì câu hỏi này thì vẫn là nhờ anh Đức Trung vẫn là giải đáp và chia sẻ cho chị Loan để làm sao chị nắm bắt được cái phương án và có cái kế hoạch trong năm 2020. Vâng. Cảm ơn anh Long, cảm ơn gia đình chị Loan đã tin tưởng và đặt câu hỏi đến với chương trình. Ở đây tiếp nhận thông tin đầu vào của chị bao gồm các thành viên là chồng chị là sinh năm 1976 Bính Thìn, anh nhà sinh năm 1976 Bính Thìn, chị sinh năm 1981 Tân Dậu, các cháu là sinh năm 2000 là năm Canh Thìn. Chị ở nhà hướng Nam và tháng 2 năm 2020 là mong muốn động thổ xây nhà thì có được không? Cái đầu tiên là chúng ta xét đến cái yếu tố đó là nếu như nhà chị bao gồm các thành viên tuổi như trên ở nhà hướng Nam thì xin chúc mừng chị, hướng Nam là hướng rất hợp lòng với lại gia đình anh chị luôn. Ở cái nhà hướng Nam nó rất là tốt. Đấy, nhưng mà tốt ở đây là trên yếu tố là hợp hướng, còn nó đẹp phong thủy hay không thì chúng ta lại xét đến câu chuyện tiếp, cần phải đi khảo sát thì mới biết được. Đồng ý không ạ chị Loan? Thì ở đây rằng là với cái việc là hướng Nam, ở đây là chị báo là hướng Nam nhưng mà cũng không có báo cụ thể là bao nhiêu độ, thì cũng không biết là chị đo có được chính xác hay không. Thì ở đây rằng bởi vì hướng Nam chúng ta có 3 sơn hướng là bao gồm là sơn Bính, Ngọ và Đinh, đúng không ạ? Độ số nó kéo từ 157,5 độ cho đến là 202,5 độ, tức là 45 độ một cái hướng Nam đấy, nó chia làm 3 cái sơn hướng bên trong là Bính, Ngọ, Đinh. Thì mỗi một sơn hướng nó là 15 độ, đúng không ạ? Thì mỗi một cái sơn hướng này thì nó khác nhau ở cái gì? Nó khác nhau rất nhiều yếu tố liên quan đến tốc độ lưu thông khí, liên quan đến nhiệt độ, độ ẩm, rồi là kết hợp với lại cái yếu tố về trường khí, nó phối với lại là cái các hung nạp vận của các thành viên gia đình chị trong cái năm chị xây nhà. Thì để làm sao nó ra yếu tố về các hung tổng quan của những con người sống trong ngôi nhà đấy thì nó có được tốt hay không, thì chúng ta lại phải là căn cứ tiếp xem là chị đo xem là bao nhiêu độ để chúng tôi biết rằng nó là sơn Bính hay là sơn Ngọ hay là sơn Đinh, thì để tư vấn cho chị được nó tốt hơn. Khi mà tham gia khóa học cái tài lộc đều có thầy Tăng Nguyên mà tôi đã được giải đáp một số thắc mắc, nó như một cái phép màu, mọi việc khá là suôn sẻ, tôi thấy là hài lòng, tôi thấy là cũng rất là thành công. Gửi đến thầy hai chữ cảm ơn. Liên hệ hotline 1900 2294. Còn về cơ bản tổng quan là hướng Nam năm 2020 thì khai sơn lập hướng lại rất vượng, bao gồm tất cả 3 sơn hướng là Bính, Ngọ, Đinh ấy, khai sơn lập hướng thì đều đại cát cả. Chị có thể làm vào một trong các tháng là tháng Giêng, tháng 2, tháng 6, tháng 7, tháng 8 hoặc là tháng 9 âm lịch. Đấy là những cái tháng vượng mà chị có thể triển khai đối với cái nhà hướng Nam này. Do đó ở đây mong muốn của chị là xây cái vào tháng 2 âm lịch thì có làm được không? Thì cũng trao đổi với chị Loan là hoàn toàn làm được. Tuy nhiên là ngày giờ triển khai như thế nào nữa, tuổi động thổ, vị trí động thổ thì cần phải tương tác sâu hơn với phong thủy Thái Nguyên chúng tôi để chúng tôi tư vấn với chị một cách kỹ hơn. Tức là với cái phương án xem cái ngày giờ động thổ của phong thủy Thái Nguyên chúng tôi sẽ trả các anh chị những kết quả. Thứ nhất là năm tháng ngày giờ để triển khai động thổ. Thứ hai đó là vị trí để động thổ. Thứ ba đó là chọn tuổi để động thổ. Và cái thứ tư là văn khấn và nghi lễ thực hiện động thổ như thế nào. Chúng tôi sẽ trả anh chị 4 kết quả như thế để các anh chị có thể tường tận và rõ nhất cái phương án động thổ của mình. Còn đâu rằng là cái cách cục đất có được đẹp hay không, hình thế đất loan đầu, rồi là các cái yếu tố xung quanh nó tác động đến phong thủy ngôi nhà chị có được đẹp hay không, thì chúng tôi cần phải đến khảo sát trực tiếp thì mới ra được cái kết quả. Thì chị cần phải liên hệ với chúng tôi hoặc là hãy để lại số điện thoại để chúng tôi tư vấn chị một cách kỹ hơn. Nếu như liên hệ thì anh chị có thể liên hệ đến số 1900 2292 bấm nhánh số 2 để được tư vấn, hoặc là để lại cái số điện thoại ở dưới phần bình luận ở những câu hỏi sau để chúng tôi có thể tương tác với chị Loan một cách nó cụ thể hơn đó. Thế thì cũng trao đổi với chị đó là với cái hướng nhà này của chị là hướng Nam này thì nó rất phượng long với lại các thành viên trong tuổi nhà chị. Nếu như thiết kế được một ngôi nhà mà đẹp cả về phong thủy nữa thì cũng xin chúc mừng luôn là cái nhà đấy ở sẽ rất vượng, đúng không ạ? Ngoài cái hướng Nam này thì anh chị cũng có thể chọn cái nhà hướng Tây để làm nơi cư ngụ thì nó cũng sẽ rất tốt đó. Vậy thì xin trao đổi chốt lại vấn đề với lại chị Loan đó là với các thành viên gia đình chị như thế ở nhà hướng Nam thì nó rất tốt, triển khai năm 2020 thì cũng rất tốt luôn, triển khai được vào cái tháng 2. Còn chi tiết 5 tháng ngày giờ để triển khai như nào, nghi thức như thế nào, tuổi động thổ như thế nào, vị trí động thổ như thế nào thì cần phải để phong thủy Thái Nguyên chúng tôi tư vấn kỹ hơn, hoặc là các anh chị sử dụng những cái phương án tiếp theo đó là khảo sát, tư vấn và lập lên các bộ hồ sơ phong thủy và các bộ hồ sơ thi công thì nó sẽ càng chi tiết cho cái việc làm nhà của mình. Xin cảm ơn chị Loan. Vâng, xin cảm ơn cái sự giải thích của anh Trung. Thì tổng kết lại với cái câu hỏi của chị Loan thì chúng tôi có đưa ra cái thông tin cho chị đó là vào tháng 2 năm 2020 năm Canh Tý thì chị hoàn toàn sẽ có thể làm được nhà hướng Nam. Tuy nhiên đó là khi mà chúng ta chọn được cái tháng và cái năm vượng để làm nhà thì nó liên quan đến ngày giờ, vị trí, tuổi động thổ và nghi thức nghi lễ để tiến hành làm nhà nữa, động thổ nữa.
Thì cái này đó là chị cần phải đó là xem xét cho thật là kỹ càng để làm sao cái ngày giờ của mình nó thực sự là ngày giờ bổ long phù sơn và nó tương chủ. Thì đấy chính là những cái thông tin mà chúng tôi chia sẻ với chị Hoàng Loan, và chị sẽ lưu lại những cái thông tin đó để mình có kế hoạch khi mà tham gia khóa học Kích Tài Lộc. Nhờ có thầy Tăng Nguyên mà tôi đã được giải đáp một số thắc mắc, nó như một cái phép màu, mọi việc khá là suôn sẻ, tôi thấy là hài lòng. Tôi thấy là cũng rất là thành công. Gửi đến thầy hai chữ cảm ơn. Liên hệ hotline 1900 2294.